Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Trong bài giảng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi soạn bài viết làm một bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 1, bài 1 trang 22. Trước khi đi vào với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, để các bạn và các em chúng ta có thêm nhiều bài giảng tham khảo, đồng thời nhanh chóng tiếp cận những bài giảng mới, các bạn và các em hãy search từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên thanh công cụ tìm kiếm của kênh YouTube. Tại đây, ở góc bên phải màn hình, các bạn và các em hãy nhấn nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng bật thông báo. Trong kênh, chúng ta sẽ có rất nhiều những bài giảng thuộc các bộ môn văn hóa cơ bản để chúng ta có thể tham khảo. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Một thiên tài Robert Frost từng có câu: thơ là để ra đời cảm xúc đã tìm thấy những suy nghĩ cùng mình và suy nghĩ thì đã tìm ra lời để diễn đạt chúng. Như vậy, thơ đã thể hiện được rất nhiều tâm trạng, những cảm xúc của con người đúng không nào các em? Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách làm một bài thơ 4 chữ hoặc là 5 chữ. Cô cùng các em bước sang nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Yêu cầu của bài học ngày hôm nay, cách viết để chúng ta sẽ nhận biết và nhận xét được những đặc điểm của một bài thơ 4 chữ về 4 chữ hoặc 5 chữ về nội dung và nghệ thuật. Chúng ta bước đầu vận dụng được quy trình viết để làm một bài thơ 4 chữ hoặc là bài thơ 5 chữ. Và được hai yêu cầu này thì các em sẽ hoàn thành được nội dung của bài học ngày hôm nay. Cô cùng các em đi tìm hiểu tiến trình của bài học. Chúng ta đến với phần 1 La Mã là chúng ta tìm hiểu một số lưu ý. Phần 2 La Mã là phần hướng dẫn phân tích kiểu văn bản. Phần 3 La Mã là phần hướng dẫn quy trình viết. Phần 4 là phần thực hành viết. Cô cùng các em sẽ đến với phần đầu tiên là phần 1 La Mã. Một số lưu ý. Đầu tiên chúng ta sẽ có một số lưu ý về đặc điểm thể thơ. Chúng ta sẽ nắm vững được các đặc điểm của thể loại thơ 4 chữ hoặc là 5 chữ. Chúng ta đảm bảo đủ số lượng 4 chữ hoặc 5 chữ ở các dòng thơ đúng yêu cầu. Tiếp theo là về nội dung của thể thơ, chúng ta sẽ thể hiện được một cách nhìn, cách cảm nhận của người viết về cuộc sống. Các em sẽ sử dụng những từ ngữ, những hình ảnh để thể hiện cách nhìn, cảm xúc của bản thân về cuộc sống. Chúng ta sẽ đặt nhan đề phù hợp với nội dung của bài thơ. Về nghệ thuật thì các em cần sử dụng một số biện pháp tu từ phù hợp để tạo nên những liên tưởng độc đáo, thú vị. Chúng ta sẽ gieo vần, sẽ ngắt nhịp một cách hợp lý để làm tăng giá trị biểu đạt của ngôn từ. Tiếp đến là chúng ta cần đảm bảo đủ số chữ ở thể thơ 4 chữ hoặc là thể thơ 5 chữ ở các dòng thơ theo yêu cầu của thể loại các em nhé. Ngôn ngữ trong thơ thì cần đảm bảo được tính hàm xúc, mang tính gợi hình và gợi cảm. Như vậy, đạt được những yêu cầu về thể loại, về nội dung, về nghệ thuật như thế này thì chúng ta chắc hẳn sẽ có thể làm được một bài thơ thật là tốt đẹp, thật là tốt nhất. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang phần 2, phần hướng dẫn phân tích kiểu văn bản. Các em sẽ đọc văn bản Nắng Hồng của tác giả Bảo Ngọc. Các em sẽ theo dõi nghe cô đọc. Cả mùa đông lạnh giá, mặt trời trốn đi đâu, cây khoác tấm áo nâu, áo trời thì xám ngắt. Xe xẻ giấu tiếng hát, núp sâu trong mái nhà, cả chị ong chăm chỉ cũng không đến vườn hoa. Mưa phùn răng đầy ngõ, bảng lảng như sương mờ, bếp nhà ai nhóm lửa, khói lên trời đong đưa. Ngõ quê in chân nhỏ, lối quê gió lạnh đầy, nếp mình trong áo ấm, vẫn cóng bút bàn tay. Màn sương ôm dáng mẹ, chợ xa đang về rồi, chiếc áo choàng màu đỏ như đốm nắng đang trôi. Mẹ bước chân đến cửa, mang theo giọt nắng hồng, trong nụ cười của mẹ cả mùa xuân sáng bừng. Như vậy chúng ta đã theo dõi được toàn bộ bài thơ Nắng Hồng của tác giả Bảo Ngọc. Như vậy thì chúng ta sẽ theo dõi để trả lời được những câu hỏi ở trong sách giáo khoa nhé. Câu hỏi số 1. Em hãy đọc bài thơ để tìm hiểu được 6 câu hỏi. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Câu hỏi số 2 là để miêu tả được bức tranh sống động của mùa đông, tác giả đã dùng những hình ảnh và các biện pháp nghệ thuật nào? Câu hỏi số 3. Vì sao khi sáng tác thơ văn cần sử dụng biện pháp nhân hóa so sánh để miêu tả sự vật, hiện tượng? Câu hỏi số 4. Làm thơ không phải là chỉ miêu tả sự vật, hiện tượng mà còn phải thể hiện cảm xúc mới lạ, thú vị về cuộc sống. Hai khổ thơ cuối có đáp ứng được yêu cầu trên không hay lý giải lý do? Câu hỏi số 5 chúng ta cần thảo luận. Đó chính là trong bài thơ này, tác giả đã sử dụng những loại vần nào? Câu hỏi số 6. Từ cách viết của tác giả trong bài thơ trên, em học được điều gì về cách làm một bài thơ 4 chữ hoặc là 5 chữ? Các em sẽ theo dõi 6 câu hỏi để chúng ta suy nghĩ và trả lời.
Cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta trả lời 6 câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên, về đặc điểm thể loại, bài thơ được viết theo thể thơ nào? Chúng ta quan sát và đếm số từ, số chữ ở trong câu, chúng ta sẽ đoán được. Về số tiếng thì mỗi câu có 5 tiếng, thơ thuộc thể loại thơ 5 chữ. Bài thơ gồm có 6 khổ thơ, mỗi khổ thơ gồm 4 dòng và cách ngắt nhịp là cách ngắt nhịp 3 2 hoặc là nhịp 2 3. Chúng ta tìm hiểu tiếp. Về đặc điểm thể loại, đó chính là trong bài thơ tác giả đã sử dụng những loại vần nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại vần tác giả sử dụng. Các em sẽ theo dõi vào những từ mà cô đã đánh dấu bằng ô vuông: từ đâu, từ nâu, từ nhà, từ hoa, từ lửa, từ đưa, từ rồi, từ trôi. Có thể khái quát được, đó chính là tác giả sử dụng vần chân. Tác giả sử dụng cách ngắt nhịp một cách hợp lý để làm tăng giá trị biểu đạt của ngôn từ. Vần chân thì giúp bài thơ được có sự mạch lạc và logic hơn với những câu thơ tiếp theo. Để miêu tả được bức tranh sống động của mùa đông, tác giả đã dùng những hình ảnh và các biện pháp nghệ thuật nào? Các em sẽ theo dõi được hình ảnh mà tác giả miêu tả trong bài thơ. Những hình ảnh tác giả miêu tả sống động hình ảnh của mùa đông có thể là một số chi tiết như là mặt trời trốn đi đâu, áo trời sám ngắt, hình ảnh khoác này, xe sẻ giấu núp sâu, chị ong chăm chỉ không đến, mưa phùn răng đầy ngõ, khói khói lên trời đung đưa, màn sương ôm dáng nhẹ như đốm trắng đang trôi, áo choàng như đốm nắng. Đó chính là những hình ảnh, những biện pháp tu từ được sử dụng, đó chính là nhân hóa, so sánh và ẩn dụ, gợi lên những hình ảnh gợi cảm, sinh động, thể hiện được sự liên tưởng bất ngờ, thú vị, thể hiện được sự sống động của thiên nhiên, đúng không nào các em? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Là về nội dung của bài thơ, theo em, nội dung của bài thơ trên là gì? Với nhan đề là nắng hồng và được tìm hiểu được những hình ảnh về mùa đông, chúng ta có thể xác định được nội dung bài thơ thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả trước thiên nhiên và cuộc sống khi đất trời bước vào đông, đúng không nào các em? Đó chính là nội dung chính của bài thơ mà chúng ta đã tìm hiểu. Chúng ta sẽ khép lại những câu hỏi trong phần tìm hiểu văn bản mẫu. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang phần 3, phần hướng dẫn quy trình viết. Chúng ta sẽ có 4 quy trình viết. Đó chính là phần trước khi viết, bước 2 là tìm ý cho bài thơ, bước 3 là làm thơ, bước 4 là chỉnh sửa và chia sẻ. Chúng ta sẽ đến với bước đầu tiên, đề bài, là chúng ta hãy làm một bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về sự vật, hiện tượng nào đó trong thiên nhiên hoặc cuộc sống. Ở bước này thì chúng ta sẽ đọc lại bài thơ ở phần đọc cách đọc để học cách nhìn, cách cảm nhận cuộc sống của nhà thơ. Chúng ta sẽ ngắm nhìn những hình ảnh của cuộc sống xung quanh mình và chúng ta xác định được rằng mục đích của bài thơ này là gì. Chúng ta sẽ thể hiện cảm xúc của mình về một sự vật, hiện tượng nào đó của thiên nhiên hoặc cuộc sống. Câu hỏi tiếp trong phần trước khi đọc là chúng ta sẽ hỏi là người đọc bài này có thể là ai? Có thể là các bạn trong lớp, có thể là thầy cô giáo hoặc là người thân trong gia đình của em sẽ đọc bài thơ do em làm. Vậy thì nội dung và cách viết chúng ta sẽ thể hiện như thế nào? Chúng ta có thể lựa chọn được một sự vật hiện tượng trong thiên nhiên hoặc cuộc sống mà em thấy ấn tượng, muốn làm thơ về nó. Cô ví dụ như là chúng ta có thể làm thơ về một con thú cưng, làm thơ về một món đồ dùng quen thuộc hoặc là về món kỷ niệm mà người thân đã dành cho em. Và chúng ta viết một thể thơ 4 chữ mỗi trong mỗi câu để thể hiện cảm xúc của mình về đối tượng mà mình đã chọn, để có thể miêu tả rõ đối tượng hơn, thể hiện cảm xúc về đối tượng. Chúng ta có thể yêu, quý, trân trọng, biết ơn, đúng không nào các em? Chúng ta đến bước 2 là bước tìm ý tưởng cho bài thơ. Ở bước này, các em sẽ tập trung vào một sự vật, hiện tượng đã để lại trong em ấn tượng và cảm xúc sâu sắc nhất. Tiếp đến là chúng ta có thể liệt kê tất cả những ý tưởng, cảm xúc mà mình có thể ngắm nhìn, những hình ảnh của cuộc sống. Cô ví dụ như là chúng ta có thể viết thơ về sức sống mãnh liệt của thiên nhiên, cảm xúc bâng khuâng trước bước đi của thời gian trên chiếc lá hoa phượng nở. Ví dụ như là những đốm lửa, niềm vui của mùa hè, niềm hạnh phúc trong nụ cười của cha, màu thời gian trên mái tóc mẹ. Đó cũng chính là những ý tưởng để chúng ta có thể hình thành lên một bài thơ, đúng không nào các em? Sau bước 2 thì chúng ta sẽ đến với bước số 3 là bước làm thơ.
Ở bước này, chúng ta sẽ thể hiện những ấn tượng, cảm xúc đó bằng những từ ngữ thích hợp, chọn những từ ngữ gợi tả âm thanh, mùi vị, màu sắc, hình ảnh của sự vật, hiện tượng để thể hiện rõ nhất, chính xác nhất cảm xúc, ý tưởng của em. Tiếp đến là chúng ta sẽ dùng các biện pháp tu từ như là nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, điệp từ, điệp ngữ để tăng hiệu quả thể hiện của bài thơ. Tiếp đến, trong bước làm thơ là các em sẽ thay thế những từ ngữ đã viết bằng những từ ngữ khác có vần giống hoặc gần giống nhau để gieo cho bài thơ. Cô ví dụ như là có những cái từ như là từ thanh, từ xanh, từ vơi, từ khơi, đúng không nào? Chúng ta sẽ ngắt nhịp ở những vị trí phù hợp, đảm bảo thể hiện hiệu quả ý tưởng của mình. Và trong khi chúng ta làm thơ là chúng ta đã đáp ứng tất cả những yêu cầu trên. Và sau khi chúng ta làm thơ xong, chúng ta sẽ đọc lại diễn cảm các câu thơ chúng ta đã viết. Em hãy lắng nghe giọng điệu của mình có phù hợp với cảm xúc mà mình muốn thể hiện hay là không. Cô có một bài thơ mẫu, đó chính là bài thơ với nhan đề là Lời đáp của thiên nhiên. Cô làm theo thể thơ 5 chữ, các em sẽ theo dõi bài thơ của cô để chúng ta có thể tham khảo nhé. Con có nghe trong gió, lời thì thầm cỏ cây, có nghe trong hơi thở, không khí đã căng đầy. Đất ngàn năm đau khổ, xương răng trắng núi non, biển trùng khơi sóng vỗ, có nghe gì không con? Con nghe từ trong gió, lời nói của thiên nhiên, nhủ thầm và nhắc nhở, chất chứa bao muộn phiền. Con nghe từ biển cả, tiếng sóng vỗ triền miên, khuyên người con thơ dại, quay đầu về bình yên. Lời đáp của thiên nhiên, chẳng ồn ào vội vã, mà lặng thầm rất lạ, dạy con biết bao điều, dạy con yêu mẹ đất, yêu muông thú cỏ cây, gìn giữ môi trường sống, hạnh phúc sẽ đong đầy. Sau khi em nghe cô lắng nghe bài thơ thì trong bài thơ chúng ta đã sử dụng rất nhiều những hình ảnh, đúng không nào các em? Những từ lấy, những biện pháp tu từ nhân hóa, cùng với những cách hiệp vần thơ như là cây, đầy, miên, yên, nhiên, phiền, vã, lạ, cây và đầy, đúng không nào các em? Như vậy chúng ta có thể tham khảo bài thơ mẫu của cô để chúng ta có thể làm thêm phong phú vốn từ ngữ cùng mình các em nhé. Sau bước 1, 2, 3, cô cùng các em sẽ đến với bước 4 là bước chia sẻ và chỉnh sửa. Ở đây các em sẽ đọc lại bài thơ bằng giọng điệu phù hợp. Sau đó chúng ta sẽ dùng bảng kiểm ở dưới đây để điều chỉnh hình thức về nội dung của bài thơ. Đây chính là bảng kiểm về hình thức và nội dung của bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ. Các bạn và các em, chúng ta có thể theo dõi để rút kinh nghiệm cho mình. Và sau khi kiểm xong, chúng ta tiếp tục điều chỉnh bài thơ. Hoạt động này có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiếp theo đó, em có thể chia sẻ với người thân trong gia đình của mình, với bất cứ ai ở trong cuộc sống mà em muốn với bài thơ mà em đã sáng tác ra, đúng không nào? Như vậy, chúng ta sẽ đến với phần thực hành. Các em sẽ có một số lưu ý khi chúng ta làm thơ, đó chính là chúng ta sẽ phải nắm chắc được luật thơ. Và thứ hai, chúng ta sẽ tìm được ý tưởng, biểu cảm, cảm xúc. Chúng ta sẽ viết bài thơ theo đúng quy trình mà cô đã hướng dẫn. Như vậy, ngày hôm nay cô cùng các em chúng ta đã đi soạn bài viết làm thơ 4 chữ hoặc là 5 chữ trong sách giáo khoa trang 22. Để các bạn và các em chúng ta có thể nắm bắt được nhiều bài giảng trong kênh hơn nữa, chúng ta hãy like video này và bên cạnh đó chúng ta sẽ ấn nút đăng ký kênh để chúng ta sẽ tiện theo dõi được rất nhiều những bài giảng mà kênh đăng tải. Các em có ý kiến gì, các em hãy comment bên dưới để cô sẽ giải đáp. Cuối cùng, cô chúc các em sẽ làm được nhiều bài thơ hay nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo.